Dạ thưa sư cho con hỏi. Có nhiều khi là nếu giả sử như ví dụ trong trường hợp của con á, thường thường mình nếu mà mọi việc bình thường mình cảm thấy là mình không có lo sợ gì, muốn sợ hết. Nhưng mà tự nhiên đúng chuyện mình mới thấy được cái nỗi sợ. Lấy ví dụ chẳng hạn như phải cần tiền đóng tiền học cho con, phải giải quyết một số thứ. Tự nhiên mình cũng giải quyết nhưng mà người mình căng thẳng, mình đối xử với mọi người một cách nóng nảy, bực bội và có thể gây những cái xích mích. Vậy thì thưa sư giúp giùm nhân là gặp những cái trường hợp như vậy thì mình có những cái thái độ như thế nào, hay mình xử sự như thế nào để mà gia giảm bớt và nó mắc nó giúp mình bớt đi cái sợ, hay là dần dần là chuyển hóa hết cái nỗi sợ này. Dạ cảm ơn sư. Tất cả những cái sợ hãi, lo lắng hay hoặc là những cái hành động sai lầm gì đó đều phát xuất từ không có quy y Tam Bảo. Tức là nếu như lúc đó mà mình sáng suốt, định tĩnh trong lành, tức là mình đang quy y Tam Bảo đó, thì mình không thể nào mà mình làm cái điều gì sai. Mình không làm cái điều gì sai cho nên mình không có là bức rất khó chịu hay là cái gì đó. Thì trong đời sống á, nếu một người mà thường quy y Tam Bảo, tức là lúc nào cũng sáng suốt, định tĩnh trong lành, trong hành động, nói năng, suy nghĩ, thì sẽ không có tạo ra những cái sai lầm. Và cái người đó đủ cái sáng suốt, tức là đủ quy y Phật đó, đủ sáng suốt để mà nhận định là mình nên làm gì, mình nên nói gì, thì lúc đó đó là mình sẽ trầm tĩnh. Ví dụ như một cái chuyện gì đó mà có thể xảy ra, nhưng mà xảy ra thì mình là lo sợ trước, mình tưởng tượng ra rồi mình lo sợ. Cho nên thực tế đó là nếu mình cứ sáng suốt, định tĩnh trong lành thì là lúc đó mình sẽ giải quyết, chứ còn mình không có sợ trước. Cũng giống như kiểu mà mình sợ là tới ngày 21 tháng 2 tháng 12 năm 2012 là tận thế đó, mình sợ. Thì có người hỏi thầy, nhưng mà thầy nói bây giờ sợ cũng như không. Từ bây giờ mình sợ và từ đó tới đây, từ đây tới đó là mình đau tim mất rồi. Cho nên là sợ gì tới đó, chừng đó tới đó rồi hay chứ, chứ đâu cần gì mà sợ. Cho bây giờ mình tỉnh trước nó cũng như không. Do đó đó, như vậy á, khi cứ mình cứ lo sợ hoặc mình suy nghĩ hoặc mình thế này thế kia, tức là không quy y Tam Bảo. Bây giờ muốn hết á, là cứ quy y Tam Bảo là tốt nhất. Tức là cứ trở về sáng suốt, định tĩnh trong lành với thực tại. Là cứ như vậy á, tức là lúc bình thường hàng ngày mình làm từ khi thức dậy cho đến khi mình đi ngủ, mà cái thời gian mà mình có thể sáng suốt, định tĩnh trong lành được nhiều, thì tự động mấy cái kia nó giảm đi. Hoặc là bây giờ đang một cái chuyện mà lẽ ra là mình nổi giận lên, mình nói lung tung, thì bây giờ mình quy y Tam Bảo lại liền, tức là mình sáng suốt, định tĩnh trong lành lại ngay nơi mình liền. Mình định nói lên cái, thì bây giờ thân khẩu phải là quy y Tam Bảo, khẩu phải nói năng sáng suốt, định tĩnh trong lành đó, thay vì mình nói tầm bậy. Hay là thân mình là đập bàn đập ghế hoặc là đánh đập gì lung tung, thì bây giờ thân phải quy y Tam Bảo, thân phải hành động sáng suốt, định tĩnh trong lành đó. Còn mình là mình buồn lo lắng là bởi vì suy nghĩ chuyện này chuyện kia, lo so sợ, bây giờ mình cứ quy y Tam Bảo đi, tức là cứ trở về sáng suốt, định tĩnh trong lành với thực tại đi, thì tự nhiên là hết. Nhưng mà tại vì là mình thiếu cái tinh tấn đó. Tinh tấn tức là thường ngày mình trở về trọn vẹn với sống với thực tại, trong sáng với thực tại, mình thiếu cái đó. Thường trở về trọn vẹn trong sáng với thực tại chính là quy y Tam Bảo, bởi vì lúc đó là sáng suốt, định tĩnh trong lành. Cho nên là thường ngày mà mình làm việc gì mình cũng biết mình làm việc gì, việc đó mình đi mình biết mình đi, mình làm việc gì mình biết việc đó, thì như vậy là quy y Tam Bảo đó. Tức là thấy cái chuyện gì mình cứ quy y Tam Bảo, chuyện gì mình quy y Tam Bảo, thì
là sẽ giải quyết được rất nhiều trường trên cuộc đời này. Vì vậy cho nên quy y Tam Bảo là cái đầu tiên, vô cùng quan trọng. Nếu như mình hiểu đúng quy y Tam Bảo thì quy y Tam Bảo là vô cùng quan trọng. Cứ không tin cứ về bây giờ từ nay về làm thử cho coi. Mà hễ đã quy y Tam Bảo tức là thiền đó, tức là sáng suốt định tĩnh trong lành là quy y Tam Bảo này, thần đồng chú tâm quan sát là quy y Tam Bảo này, trở về là tròn vẹn trong sáng về thực tài là quy y Tam Bảo này. Đó, cho nên là bây giờ mình thiếu quy y Tam Bảo. Có nhiều người đó, có nhiều người khi mà họ đã ứng dụng được thì họ thấy là trước đây sao mình nóng nảy lung tung hết mà sao bây giờ chuyện gì đến mình cũng là thấy là nhẹ nhàng thoải mái, tức là thấy rất rõ. Thì cái đó là một cái cách nói khác, đó chính là quy y Tam Bảo. Mình chỉ sống đúng với sự sáng suốt định tĩnh trong lành thôi, tức là quy y Tam Bảo thôi. Rồi ai hỏi tiếp?